rung đấy nhá. Cái gimbal này là gimbal có ta này ấy. Em xin chia sẻ với anh em một ngọn dưới dâm mũ cách đây 3 tháng, chưa tới 4 tháng đâu, 2 tháng rưỡi 3 tháng gì đấy. Ngọn dưới rất là u cục, lục đục, chốt cành đầy đủ. Hiện tại là đang khỏe rồi, rễ ra rất nhiều rồi anh em. Dưới này một cái bệ của nó là mượn cái vàng u cục của nó để làm bệ anh em. Tay cành to. Anh em nào có ưng có chơi thì bưng về chơi luôn. Tay cành cây này dáng khá đẹp. Mặt chính diện nó nằm ở bên này. Bên này là phần u cục rất là nhiều luôn. Này. Những cái tay chốt cành này. Bây giờ nó mạnh lắm rồi này. Này về kích phân, kích lá vào phát triển ầm ầm lên là bẻ cành và chơi thôi. Giá rất là hữu nghị cho anh em. Cách dâm mũ ngọn dưới thì anh em chắc nhiều anh em biết rồi, mình không chia sẻ nữa. Đấy, tay chốt cành rất là đẹp. Tay này đáng lý là giết qua đây luôn, bỏ phần trong kia một tàn ở đây. Đấy, mình đang trừ là mình mới lọc được trước và đang trừ là một số tay rất lớn. Hôm nay thì khỏi nói rồi, đang phát rất mạnh, trời non xanh mơn màng. Giá của nó thì giá rất là mềm cho anh em chơi. Cái này nằm chậu lọc lòng mà một mét anh em, lục giác tổng thể cả chậu và cây nè. Cái này chiều cao của nó tầm mà chỉ 70 thôi, từ mặt chậu cho tới đỉnh cốt ngọn này là tầm 70 thôi anh em. Khá là hay, cây này chơi khá là hay đó anh em. Những cái u cục của nó là rất già này, chỉ có cái ngọn dưới mới già như thế này thôi. Tìm một cái cây dưới mà để nó già được như này thì cũng rất là khó anh em. Ngọn thì tương đối nó dễ hơn. Có những cái độ nhũn của cây, nhũn và dính vào nhau tạo ra một cái khối thấm nhất, những cái vết sẹo rất là gì. Kệ hắn, nó đã ăn nhiều bánh quá rồi. Nhau cái gì vậy? Tám không? Hãy có tám không? Thuốc chi? Kệ hắn, không sao đâu. Dần có một lần gặp nhau bỡ ngỡ, đâu ai dám mơ. Rồi đây anh em, chia sẻ luôn con nhọt. Con nhọt này có giao lưu luôn anh em nha. Đi về đuổi gà. Hay mặt dốt ơi là dốt, ngốc ơi là ngốc. Mặt này quấn lộn này xèo không này, bây giờ đi quấn lộn người ta này, bị người ta đã cắn đớ thì nó dốt. Mồ nắng rồi đó, kiểu rồi đó, không sao đâu. Cho nó ăn cháo đây, xuống mà cho mày ăn cháo nhá. Đây anh em, em nào thiện chí thì gọi alo. Có ngay một cái cây về chơi, khoảng tầm qua Tết là có một cây bẻ tay cành ra chơi rồi. Giá cây này rất là hợp lý cho anh em chơi luôn. Ông nó đang lái xe đang chui mẹ ở trong bụi tre rồi. Rồi bye bye anh em nha. Anh em nhớ đăng ký kênh, subscribe để theo dõi những video của mình về bonsai, cây cảnh. Mình vừa giao lưu buôn bán mà vừa chia sẻ cho anh em nữa. Cho anh em nhớ đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều.